nay là ngày thứ Bảy, 22 tháng 2 năm 2014. Chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có những phần tin sau đây. Trước hết, bản tin phân tích tình hình bất định ở Ukraine. Tiếp theo, bản tin mừng ngày sinh nhật lần thứ 157 huân tước Baden Powell do Raymond Nhật Nguyễn, SPTN Sacramento thực hiện. Kế tiếp, phần tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Và sau cùng là chương trình phát hình tháng 2 của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Võ bị Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Trước hết, xin mời quý vị theo dõi bản tin phân tích. Tình hình bất định ở Ukraine. Ukraine có 45 triệu dân, gồm 78% sắc tộc Ukraine và 17% Nga, độc lập được 23 năm, đang đứng trước một vụ khủng hoảng chính trị quan trọng nhất kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ vào 1991. Vụ Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối thỏa hiệp kinh tế với Liên Âu để xin vài 15 tỷ US dollar từ Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 11 năm ngoái đã dấy lên làn sóng chống đối quyết liệt lên đến hàng trăm ngàn người tại thủ đô Kyiv và một số thành phố lớn ở miền Tây. Quốc hội thân chính quyền phê chuẩn luật chống khủng bố cho phép lực lượng an ninh tiến hành vụ trục xuất người chống đối khỏi quảng trường độc lập. Đụng độ bùng nổ từ hôm 18 tháng 2 làm 30 người chết và tạm hưu chiến theo thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, lực lượng an ninh lại mở cuộc tấn công vào quảng trường rạng ngày 20, nâng tổng số người thiệt mạng, kể cả cảnh sát lên tới 77 người, theo báo cáo của Bộ Y tế. Nhưng, phe đối lập cho biết khoảng 100. Việc sử dụng biện pháp quân sự khiến cho uy tín của Yanukovych xuống thấp trước mắt dân chúng, Ukraine và quốc tế. Quốc hội nhóm họp với một số ít nghị sĩ thân chính, quyền tham dự đã bác bỏ luật chống khủng bố. Ba ngoại trưởng của Đức, Pháp, Ba Lan đã tới Kyiv chiều ngày 20 tháng 2 và đàm phán thâu đêm với Yanukovych cùng phe đối lập để tìm giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng. Hai phe đồng ý thành lập chính quyền chuyển tiếp để tu chính hiến pháp vào tháng 9, làm giảm quyền của Tổng thống và tổ chức bầu cử cuối năm. Phe đối lập không muốn Yanukovych có mặt trong chính quyền chuyển tiếp sẽ khó được chính quyền chấp nhận. Mặc dù mới ở dạng dự thảo, nhưng chính quyền Yanukovych tuyên bố sẽ ký kết vào trưa 28 tháng 2 nên đã chẳng diễn ra. Liên Âu và Hoa Kỳ bắt đầu cấm vận một số nhân vật Ukraine có liên quan đến vụ đàn áp người chống chính quyền. Putin kết tội Tây Phương xen vào vấn đề nội bộ của Ukraine vì không thể thực hiện giấc mơ lôi kéo các nước cựu Cộng hòa Liên Xô Viết vào Liên bang châu Á, Ukrainian Union, do Mạc Tư Khoa lãnh đạo.